360 độ cổ phiếu được phát sóng vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ năm hàng tuần, và tôi là Phạm Việt Duy. Đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay chính là bạn Bách đến từ trung tâm tư vấn từ bộ phận phân tích, và chúng tôi sẽ cùng quý nhà đầu tư phân tích về cổ phiếu công ty cổ phần thế giới số DigiWorld. Thì mã DigiWorld này là đã được thành lập từ năm 2003 và là một trong những cái công ty mà phân phối về mặt hàng sản phẩm công nghệ là đứng đầu của Việt Nam. Bên cạnh là những cái sản phẩm như điện thoại thì còn có cả laptop, máy tính bảng và nhiều thiết bị khác nữa. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái giá của cổ phiếu đã tăng khá là mạnh trong cái thời gian vừa rồi. Và chúng ta sẽ nhìn qua cái cơ cấu về doanh thu của công ty DigiWorld. Thì hiện tại là có 35% là đến từ làm máy tính sách tay và hơn 50% là đến từ điện thoại di động và thiết bị văn phòng là 12%. Thì cái điện thoại di động này sẽ có hai cái nhãn hàng chính mà DigiWorld hợp tác cùng, đấy chính là Xiaomi và Apple. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái kênh phân phối của DigiWorld rất là đa dạng, khi mà có đến 6.000 điểm bán lẻ cho các sản phẩm ICT. Ngoài ra thì DigiWorld có những cái trung tâm dịch vụ là chăm sóc khách hàng và cũng như là những cái kho bãi để có thể giúp cho họ là có thể là tận dụng cái ba cái kênh này để mà có thể mà phân phối những cái mặt hàng khác bên cạnh là điện thoại di động. Qua đó thì sẽ là cái động lực tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong tương lai. Chúng ta sẽ cùng đi qua và nhìn thấy rằng là cái năm 2020 là một cái năm mà cải thiện đáng kể về cái doanh số cũng như là biên lợi nhuận của doanh nghiệp DigiWorld. Và ngoài ra thì 2021 cũng có cái bước tăng trưởng khá là đáng kể của doanh nghiệp, và cái ROE của doanh nghiệp hiện tại đang là khoảng là 25%, là một cái mức ROE rất là hấp dẫn đối với những cổ phiếu trong ngành. Và bây giờ thì tôi sẽ sang ba cái điểm tích cực đầu tiên mà tôi thích khi mà lựa chọn cái cổ phiếu DigiWorld này. Điểm thứ nhất đấy chính là cái việc là nhà phân phối hệ thống của DigiWorld là nhà phân phối lớn, có hệ thống mạnh và họ đại diện cho Xiaomi và Apple tại Việt Nam. Thứ hai nữa là cái kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2021 tăng trưởng ấn tượng, và tiềm năng tương lai của họ sẽ đến từ cách mạng 5G cũng như là cái việc là phục vụ cái nhu cầu về mesh, nghĩa là những cái mesh này thì bạn Bách sẽ giải thích với các quý nhà đầu tư kỹ hơn trong phần sắp tới. Và cuối cùng cái thứ ba đấy chính là cái chỉ số tài chính rất là lành mạnh của công ty. Và bây giờ thì mời Bách có thể thuyết trình cho nhà đầu tư nghe về cái luận điểm đầu tiên. Xin chào quý nhà đầu tư, thì đến với ba điểm tích cực của cổ phiếu DigiWorld, thì như Việt như Duy đã trình bày, thì ý đầu tiên của mà điểm tích cực đó là nhà phân phối lớn với hệ thống mạnh đại diện cho Xiaomi và Apple. Thì thực tế DigiWorld đã là nhà phân phối độc quyền của Xiaomi từ năm 2017 và là nhà phân phối cho sản phẩm Apple từ năm 2020, và đó là một trong những cái cú hích cho Xiaomi, cho DigiWorld, khiến cho là doanh thu của DigiWorld đã tăng mạnh trong năm 2020 vừa qua. Như trên slide các bạn có thể thấy, đó là chuỗi cung ứng của DigiWorld rất là đa dạng và gọi là đáp ứng đủ cái nhu cầu từ phân phối từ nhà cung cấp cho đến người tiêu dùng. Trong đó là DigiWorld đang là top 1 về phân phối sản phẩm công nghệ thông tin. Thì tính trên revenue thì DigiWorld đang hơn các công ty phân phối ICT khác như là FPT, Cinex hoặc là BSD. Đối với đối tác chiến lược thì DigiWorld, như mình đã trình bày, thì là trước đây là DigiWorld đã là đối tác chiến lược của Xiaomi và cũng như là Huawei về mảng điện thoại. Thì sau năm 2020 thì có theo Apple và là đối tác độc quyền của Xiaomi với 13% thị phần điện thoại di động tại Việt Nam, và Apple là 8% thị phần điện thoại di động tại Việt Nam. Đến với cái luận điểm thứ hai, luận điểm tích cực thứ hai đối với DigiWorld, đó là nhờ vào cái dịch vụ mesh và cũng như là chuyển dịch 5G đã khiến cho DigiWorld đạt được cái sự tăng trưởng thần tốc trong năm 2020 cũng như là 6 tháng đầu năm 2021. Thì mesh nó giống như là một cái dịch vụ gọi là dịch vụ phát triển thị trường mà DigiWorld thiết kế dành cho nhà sản xuất. Có nghĩa là khi mà họ muốn tham gia một cái thị phần của một cái thị trường nào đấy, ví dụ như ở Việt Nam, thì DigiWorld sẽ cung cấp cái giải pháp để mà phân tích thị trường, phân phối cái sản phẩm của cái nhãn hàng đó, sale và marketing cũng như là quản lý cái hậu mãi khi mà phân phối các sản phẩm này. Có nghĩa là nhà sản xuất họ không cần phải quan tâm đến những cái vấn đề khác khi mà thâm nhập thị trường, họ chỉ cần giao cho DigiWorld thì DigiWorld họ sẽ cung cấp được cái trọn gói cái dịch vụ này. Và như thế thì chúng ta quay lại cái tăng trưởng, có nghĩa là DigiWorld tăng trưởng đóng góp nhiều nhất vẫn là mảng điện thoại di động với 57% cơ cấu doanh thu. Thì trong 6 tháng vừa qua là tăng trưởng 116% so với cùng kỳ năm trước.
thì chủ yếu đó là do Digital bắt đầu là phân phối Apple, điện thoại Apple trong nửa cuối năm 2020, thì khiến cho là cái sự cũng như là cái sự tăng trưởng của điện thoại Xiaomi trong cái thời gian vừa qua. Bổ sung thêm một ý nữa đó là điện thoại Xiaomi mà theo cái nghiên cứu của Counterpoint Research mà công bố cách đây khoảng 2 ngày, thì trong tháng 6 doanh số điện thoại Xiaomi đã tăng 26% và khiến cho Xiaomi trở thành công ty có thị phần điện thoại lớn nhất toàn cầu với thị phần khoảng 17.1%. Thì cái xu hướng đó cũng sẽ không có khác biệt so với ở Việt Nam, và như thế thì DigiWorld cũng đang lên kế hoạch nâng thị phần Xiaomi lên khoảng tầm 15 đến 18% trong năm nay. Đồng thời thì một cái sản phẩm thứ hai của DigiWorld đó là iPhone, thì nhờ vào cái nghị định hạn chế việc xách tay đã giúp cho các hãng phân phối và bán lẻ cái điện thoại iPhone đã đạt được cái thắng lợi lớn trong cái giai đoạn vừa qua, thì đây cũng là một cái động lực để cho mạng điện thoại DigiWorld họ tiếp tục tăng trưởng. Đối với mảng thứ hai đó là mảng máy tính bảng và máy tính xách tay, thì đóng góp khoảng tầm 27% doanh thu trong quý 1, thì trong 6 tháng là tăng trưởng 43%, chủ yếu đó là nhờ vào lại là về sản phẩm Apple với các laptop Apple cũng như là cái nhu cầu cao hơn khi mà ở trong cái thời gian đại dịch, khiến cho đó là cái doanh thu đến từ việc bán máy tính bảng và máy tính xách tay tăng trưởng rất tốt trong 6 tháng vừa qua. Và mảng cuối cùng đó là mảng ngành hàng thiết bị văn phòng, thì cũng tăng trưởng đột biến 300%. Thì các đối tác chủ yếu là Xiaomi, Huawei và Apple, thì cơ bản đó là những cái sản phẩm thiết bị văn phòng Xiaomi cũng như là đây là họ hợp luôn cái sản phẩm về IoT, có nghĩa là những sản phẩm thông minh, sản phẩm tích hợp Internet of Things là Internet của vạn vật để phân phối, thì tăng trưởng của họ khá ấn tượng. Luận điểm trong cái luận điểm này thì cái tăng trưởng của điện thoại nó còn kỳ vọng vào việc đó là chuyển dịch 5G, thì trong cái thời gian tới đó là Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu dừng công nghệ 2G, 3G là trong năm 2022, thì do vậy thì cái mạng điện thoại nó đang đi vào hướng bảo hòa. Tuy nhiên trong cái hướng bảo hòa đó thì họ người ta cần phải thay các điện thoại cũ, thì như vậy cái phân khúc mà Xiaomi họ là những cái phân khúc trung và thấp cấp, thì như vậy thì những cái sản phẩm mới của Xiaomi sẽ được chào đón trong cái giai đoạn tiếp theo, khi mà nhu cầu của người tiêu dùng họ muốn đổi điện thoại trong thời gian tới. Đến với luận điểm thứ ba đó là chỉ số tài chính lành mạnh, thì với cái sự tăng trưởng tốt trong năm 2020 và cũng như là 2021, thì tỷ lệ một các chỉ số hoạt động của Xiaomi của DigiWorld cũng đã cải thiện rất là tốt, như là số ngày tồn kho, số ngày quản phải thu và số ngày quản phải trả như PSLI, cũng như là cái vốn chủ sở hữu đến từ cái việc kết quả kinh doanh của Xiaomi trong năm 2020 và 2021 tích lũy lại, thì nó tạo ra một cái việc đó là giảm đi cái hệ số nợ vay của DigiWorld. Thì đó là một trong những cái rồi còn một cái cuối cùng đó là chỉ số sinh lời, là DigiWorld luôn luôn đó là họ duy trì được cái biên lợi nhuận, nhất là những mảng những cái sau khi họ triển khai các hệ thống ERP thì họ cũng đã cải thiện được cái biên lợi nhuận, và trong quý 1 và quý 2021 vừa qua thì chúng ta đã nhìn thấy được cái sự tăng trưởng trên slide, và đây cũng là một trong những cú hích của DigiWorld trong thời gian tới. Thì đó là ba luận điểm về tích cực của DigiWorld, thì xin mời Duy tiếp tục đến với những cái luận điểm tiêu cực Vâng, mà và trước cảm ơn Bách vì cái phần trình bày của Bách về cái phần tích cực này, và trước khi sang cái phần tiêu cực thì tôi cũng sẽ muốn nói sơ qua một ít về cái quan điểm của tôi về cái cổ phiếu DigiWorld này. Thì đấy là đầu tiên là chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái động lực tăng trưởng của họ trong cái quá khứ vừa rồi là rất là mạnh mẽ, đến từ cả ba cái nhóm ngành hàng, đấy chính là về thiết bị văn phòng, máy tính bảng, máy tính xách tay cũng như là điện thoại di động. Thì chúng ta sẽ cùng nói qua về máy tính bảng và máy tính xách tay. Thì cái tốc độ tăng trưởng của cái mảng máy tính bảng này là hiện tại là 24% trong quá khứ và tăng đến tận 43% trong cái cùng kỳ trong 6 tháng năm 2021. Và chúng ta cũng đã biết là cái mảng máy tính bảng và máy tính xách tay này thì đã bão hòa tại Việt Nam. Tuy nhiên thì cái tốc độ tăng trưởng của Xiaomi rất là mạnh. Và không biết thì là Bách có cái giải thích như thế nào không? Nhưng mà ví dụ như tôi thì là tôi biết được rằng tôi theo như thông tin của tôi thì là do là thứ nhất là cái quý 3 là mùa tựu trường, cho nên thành ra, và hơn thế nữa là cái đợt vừa rồi là Covid, cho nên thành ra là cũng hỗ trợ cho người ta cần có nhu cầu về mua laptop rất là nhiều để mà có thể là work from home, và qua đấy thì là tăng trưởng cái mảng xách tay tốt hơn so với cả bình thường. Ngoài ra nữa thì là bên
bên Digiworld họ cũng có cái cách lựa chọn những cái nhãn hàng hay là những cái dòng sản phẩm đi vào thị trường ngách, nghĩa là nó là những cái sản phẩm mà hot nhất trên thị trường, khiến cho là công ty có thể là có được cái tốc độ tăng trưởng rất là cao. Chính vì như thế cho nên thì ra tốc độ tăng trưởng của các mảng này cao hơn so với cả trung bình ngành và duy trì được khoảng tầm hơn 20%, và 6 tháng đầu năm thì đã là 43% rồi. Đối với cả mảng điện thoại di động thì chúng ta sẽ có hai cái động lực tăng trưởng trong quá khứ. Thứ nhất đấy là đến từ cái việc là Xiaomi thì là hiện tại là thị phần của họ là 43% thôi. Mà như Bách đã chia sẻ thì là cái thị phần của Xiaomi trên thế giới là 17 đến 18% cơ. Chúng ta cũng phải biết thêm cái Xiaomi là họ có cái lợi thế như nào. Xiaomi ở đây là họ không có sản xuất, nghĩa là họ không có chi tiền vào các dịch vụ marketing hay là những cái dịch vụ khác. Điều này khiến cho là cái chi phí sản xuất một cái điện thoại của họ rẻ hơn rất nhiều so với cả đối thủ cùng phân khúc thấp cấp và trung cấp. Chính vì như thế cho nên thành ra là cái thị phần của họ đánh vào đây là họ đánh vào cái về cái trợ giá, và cái marketing của Xiaomi thì phụ thuộc thì đến từ lớn là đến từ là marketing, nghĩa là những người cùng cùng dùng với nhau và họ tự tạo ra cộng đồng, mà họ và Xiaomi duy trì những cái cộng đồng như thế để giúp cho là họ là tự marketing qua đấy, thì chi phí marketing rất là rẻ nhưng chất lượng đến người tiêu dùng thì rất cao. Đấy là lý do vì sao mà cái thị phần của Xiaomi hồi xưa là chỉ có khoảng tầm 6% thôi thì đã tăng lên 13% và sẽ tăng hơn nữa trong tương lai. Và đấy là lý do vì sao mà chúng tôi dự đoán rằng là cái Xiaomi này thị phần lên 18% là khả thi, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái tốc độ tăng trưởng của Xiaomi đợt vừa rồi vẫn là tăng. Ngoài ra nữa thì là cái động lực tăng trưởng của Digiworld trong cái mảng điện thoại này là còn đến từ cái Apple, thì là Apple ở đây là hiện tại là thị phần là 8% tại Việt Nam. Tuy nhiên thì trước đây là Digiworld là không có phân phối mảng Apple, thì khi mà họ phân phối thêm Apple là họ đã tăng thêm một cái ngành hàng nữa rất là chiến lược, qua đấy thì là giúp họ có được động lực tăng trưởng doanh thu. Ngoài ra nữa thì cái việc phân phối Apple này cũng được hưởng lợi trong thời gian trước đấy. Đấy là bởi vì do là cái việc là cái phân phối Apple mà như quý nhà đầu tư đã biết là khi mà mình mua điện thoại thì sẽ có những cái kênh gọi là kênh chính ngạch và kênh tiểu ngạch, nghĩa là những cái kênh mà hàng xách tay mang về đấy ạ. Thì hiện tại là chính phủ hay là chính phủ nhà nước đã hạn chế bớt những cái kênh hàng xách tay và nghĩa là siết chặt hơn cái việc đấy, và chính vì như thế cho nên thành ra là cái con đường chính ngạch của Digiworld lại càng thuận lợi hơn. Và đấy là lý do vì sao mà cái tốc độ tăng trưởng cái điện thoại của họ trong quá khứ là tăng rất mạnh, nhưng tầm 104%, và đến 6 tháng năm 2021 vẫn tăng tiếp tục là 116%. Đối với cả ngành hàng thiết bị văn phòng thì cái tốc độ tăng trưởng của họ cũng rất là hay. Đấy là nó đến từ cái việc là cái xu hướng chuyển đổi số, và qua đấy thì là họ có thể là bán được những cái thiết bị thông minh. Và đây là những cái động lực tăng trưởng của họ trong 6 tháng đầu năm 2021 cũng như là trong quá khứ. Và trong tương lai thì khả năng cao là cái tốc độ tăng trưởng này vẫn sẽ được ít nhất là duy trì đối với cả cái ngành hàng di động và máy tính sách tay bảng và thiết bị văn phòng trong 2021. Tuy nhiên 2022 thì cái khả năng tăng trưởng cao được như 2021 hay không thì vẫn còn là rất là nhiều dấu hỏi. Chính vì thế cho nên đấy là lý do vì sao mà Digiworld họ quyết định là chuyển sang thêm một cái mảng nữa gọi là mảng MES. Mảng MES ở đây thì bên cạnh cái việc là họ phân phối mặt hàng, nghĩa là bán, nghĩa là nhập mặt hàng ở bên supplier, sau đấy bán cho bên các bên bán lẻ hoặc là bán cho người tiêu dùng, thì họ còn làm những cái việc khác mà chúng tôi có một cái biểu đồ ở trong cái slide số 9. Đấy chính là ví dụ như là những cái nghiệp vụ về phân tích thị trường hay là về marketing cũng như là chăm sóc khách hàng sau hậu mãi. Những cái thứ này sẽ giúp cho họ là support rất là tốt. Ví dụ như là Huawei thì rất là thích kết hợp với cả Digiworld, tại vì như quý nhà đầu tư đã biết thì Huawei là giảm bớt tất cả các khâu liên quan đến phân phối, và họ chỉ tập trung vào sản xuất thôi để ra được cái giá thành sản xuất là thấp nhất. Và chính vì như thế cho nên thành ra là Digiworld là họ đã có kinh nghiệm làm với Huawei và sẽ có kinh nghiệm làm với cả những cái dòng sản phẩm mới nữa để họ có được cái động lực tăng trưởng trong tương lai dài hơn. Và bây giờ thì tôi sẽ sang những cái tiêu cực mà tôi không thích về cái cổ phiếu này. Điều tiêu cực đầu tiên đấy chính là cái việc là thị trường smartphone hiện tại là đã bước vào cái bão hòa, thì đấy là một cái rủi ro. Điều thứ hai đấy là cái biên lợi nhuận của công ty này tương đối mỏng vì là một công ty phân phối và nó có nhiều rủi ro ở trong này. Và cái điểm cuối cùng đấy là định giá hiện tại của công ty đang không hấp dẫn. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái luận điểm đầu tiên, đấy chính là cái rủi ro thị trường smartphone là bước vào chu kỳ bão hòa. Thì chúng ta cũng đã nhìn thấy là hiện nay là Việt Nam đang là top 10 thị trường sở hữu có lượng người sở hữu smartphone lớn nhất tại thế giới theo thống kê tháng 5 của năm 2021, và hiện tại là đang có là 61,4 triệu người là đã có smartphone, tương ứng với cả 63,1% tổng dân số. Và chúng ta cũng đã biết được rằng là nếu mà mình trừ đi khoảng tầm 10% người già và 10% trẻ nhỏ chẳng hạn,
thì thực ra là cái room để tăng trưởng với cái smartphone này là nó không còn quá là nhiều. Và chúng ta cũng có thể so sánh là cái tỷ lệ này cũng các thị trường khác trên thế giới thì cũng là tương đương với các tỷ lệ khác, ví dụ như là Mỹ, Đức hay Ấn Độ là những cái nước phát triển ấy, thì cái tỷ lệ sở hữu smartphone ở đây cũng dao động từ 50 cho đến 68%. Qua đây thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái nhu cầu về cái smartphone là không lớn, nghĩa cái tăng trưởng về chung về cả ngành là không cao. Tuy nhiên là chúng ta sẽ có những cái câu chuyện riêng đến từ cái việc 5G cũng như là cái việc là Xiaomi có thể là sẽ thêm cái thị phần. Và cái luận điểm thứ hai, tiêu cực thứ hai mà tôi muốn nói đến ở đây đấy chính là cái biên lợi nhuận của công ty rất là mỏng, và chúng ta cũng đã biết rằng là hiện tại là 50% cái doanh số của Easywall là đến từ cái mặt hàng di động, và trong đấy là có hai nhà cung cấp chính là Xiaomi và Apple. Và khi mà cái biên lợi nhuận của công ty là chỉ có khoảng tầm 2,742% này, rất là thấp, thì khi mà nếu mà giả sử như là xảy ra những cái rủi ro đối với các nhà cung cấp, ví dụ như là họ vỡ nợ hay là họ tìm được những cái nhà phân phối mới, thì đều có thể sẽ khiến cho Bizua là cần bị ảnh hưởng, nghĩa là bị ảnh hưởng, hoặc là có thể là họ sẽ bị mất mất cái, nghĩa là cái việc là ví dụ như là họ mua hàng của doanh nghiệp xong rồi, ví dụ như trước đây là có một cái vụ liên quan đến Huawei đấy, thì nghĩa là họ mua hàng của Huawei sau đó Huawei bị scandal, thế là thành ra tất cả các lượng hàng của Huawei là không thể nào mà bán được và họ cần phải giải quyết cái lượng hàng tồn kho đấy, thì đấy nó cũng sẽ khiến là tồn đọng vốn này. Sau đấy lại là còn là cái rủi ro nữa là khi mà ví dụ như giả sử như Xiaomi mà tìm được nhà phân phối khác và không làm việc cùng với Dizhuo nữa, thì lúc đấy là Dizhuo có thể là muốn giữ lại Xiaomi thì sẽ cần phải hạ cái, nghĩa là lấy chiết khấu ít đi, và khi mà lấy chiết khấu ít đi thì cái lợi nhuận của họ sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Và như quý nhà đầu tư, nếu mà khi mà phân tích theo mô hình Firefox thì chúng ta đều biết rằng là khi mà một công ty mà không có quá nhiều lợi thế về cạnh tranh và áp lực từ các bên, Firefox ở đây là bao gồm là áp lực từ người bán, áp lực từ người mua, từ đối thủ cạnh tranh mới, đối thủ cạnh tranh trong ngành và từ những cái sản phẩm thay thế, thì khi mà DigiWorld không có quá nhiều lợi thế cạnh tranh mà lợi nhuận của họ lại tăng đột biến như vậy thì rất có thể là sẽ khiến những cái đối thủ khác là cũng nhảy vào ngành, và điều này thì có thể là ảnh hưởng đến cái biên lợi nhuận của họ, nghĩa là cái tốc độ tăng trưởng của họ đang rất là cao, và cùng với đấy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của họ đang rất cao lại đi cùng với cả cái giá của cổ phiếu hiện tại đã tăng gấp 5 lần trong 18 tháng vừa rồi và đang ở mức cao nhất trong lịch sử. PE hiện tại của họ là 16 lần và cái PE book là 4,4 lần. PE của Digiworld hiện tại là 16 lần, nghĩa là cao hơn cả so với cả thế giới di động trong nghĩa là cần cao bằng thế giới di động, bởi vì thế giới di động thì chúng ta tính là khoảng tầm 18,8 chẳng hạn, thì Digiworld hiện tại đã 16,2 rồi, và chúng ta có thể thấy rằng là cái mức PE này đang là rất là cao. Và trong khi MWG thì họ sở hữu rất là nhiều lợi thế cạnh tranh mà DigiWorld không có, mà định giá của hai công ty lại gần ngang nhau, thì đây cũng sẽ là một cái những cái thứ mà khiến cho nhà đầu tư rất là quan ngại khi mà đầu tư vào cổ phiếu này. Và bây giờ thì mời Bách có thể là nói thêm cho quý nhà đầu tư về những cái rủi ro này không, ví dụ như là về rủi ro về smartphone. Đầu tiên là chúng ta sẽ bàn trước về rủi ro smartphone. Liên quan đến rủi ro smartphone thì thực tế mà nói thì ngày xưa DigiWorld cũng đã bị một lần liên quan đến việc đó là phân phối các sản phẩm của Nokia. Thì trong giai đoạn 2015 đến 2017 thì DigiWorld cũng có nhu cầu là phân phối các sản phẩm điện thoại Nokia. Tuy nhiên nó là tương tự như rủi ro mà Duy vừa nói, có nghĩa là khi mà nhà cung cấp họ tạm ngừng hoạt động hoặc là họ tìm được cái nhà phân phối khác, thì lúc đó DigiWorld họ họ đang phụ thuộc vào những cái sản phẩm đó và họ sẽ mất đi cái nguồn doanh thu từ sản phẩm đó. Thì case này mình nghĩ nó là có thể xem giống như đó là year one khi mà họ cũng phụ thuộc vào YouTube. Nhưng mà tuy nhiên đó là DigiWorld họ cũng đã và đang nỗ lực đó là tìm đến những cái phân phối những cái sản phẩm rất là đa dạng. Như 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 này giờ chúng ta đã thảo luận thì sản phẩm hệ thống sản phẩm của DigiWorld rất là đa dạng. Và như thế thì họ sẽ bớt phụ thuộc vào một ngành hàng hơn, và gần nhất thì họ cũng đã tìm ra họ cũng đã phối hợp và phân phối cung cấp dịch vụ mesh cho một công ty đó là Winfun, là chuyên về các sản phẩm gia đình chẳng hạn như là máy giặt hay là máy máy giặt hay máy lạnh. Thì đó là những cái hướng đi mà mình nghĩ đó là Dijua họ sẽ làm đi giảm đi cái rủi ro phụ thuộc vào nhà cung cấp như vậy. Vâng, nghĩa là ở đây Bách đã nói về thứ nhất là cái rủi ro là thị trường smartphone là bão hòa, cũng như là cái việc là có cái rủi ro trong cái việc là DigiWorld là
phụ thuộc rất là nhiều vào Xiaomi và Apple, thì trong quá khứ là cũng đã xảy ra với cả Nokia nữa, và họ đã tìm cách là giảm thiểu cái rủi ro đấy bằng cách là đa dạng hóa cái danh mục cái supplier của mình, để mà qua đấy thì là sẽ đảm bảo được cái lợi nhuận trong quá khứ. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái thời điểm Nokia là lúc đấy là doanh nghiệp lợi nhuận của doanh nghiệp cũng không có giảm quá mạnh mà vẫn là đi ngang, và 2018 là vẫn có tăng trưởng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang với cả cái phần tiếp theo, đấy là định giá của công ty hiện tại là đang không quá là hấp dẫn so với cả quá khứ, nghĩa là chúng ta nhìn thấy là cái PE là hiện tại là 6,2 lần. Thì Bách có cái quan điểm chia sẻ như thế nào với nhà đầu tư? À, thực tế thì với cái sự tăng trưởng của DigiWorld trong năm vừa qua thì cái mức giá hiện tại của DigiWorld họ cũng đã thể hiện được cái niềm tin của nhà đầu tư vào cổ phiếu DigiWorld. Thì mức giá PE này, đây là mức giá PE khá cao. Tuy nhiên là theo như cái kế hoạch của DigiWorld họ họ chỉ đưa ra trong cái thông tin gần nhất đó, thì quý 3 này họ cũng đang kỳ vọng nó là đạt được doanh thu khoảng tầm 4.500 tỷ và lợi nhuận ròng khoảng 121 tỷ. Thì tổng lại trong năm 2021 nếu mà theo đúng kế hoạch của họ và cộng với những cái gì mà họ đã làm được trong nửa đầu năm thì EPS của DigiWorld có thể vượt 10.000, và như thế nó sẽ kéo một phần nó sẽ kéo cái PE trong của DigiWorld xuống trong tương lai. Vậy thì vấn đề đó là DigiWorld họ sẽ phải phụ thuộc vào tăng trưởng của lợi nhuận ròng trong cái giai đoạn tiếp theo. Như vậy thì trong cái trường hợp mà công ty họ làm tốt và họ tiếp tục đó là tăng trưởng EPS tốt thì mức ở những cái mức định giá này vẫn là thể hiện được là cái mức khá là tiềm năng. Nhưng mà đương nhiên đó là nếu mà so sánh ngang hàng thì DigiWorld không phải định giá rẻ nữa. Vậy thì tôi sẽ xin phép là được tóm tắt lại những cái thứ mà chúng tôi đã bàn luận cùng ngày hôm nay. Đấy là về mặt tích cực thì rõ ràng là cổ phiếu, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào mô hình 4M để có thể xem cái phần tóm tắt này. Và đầu tiên là về tích cực thì rõ ràng là có những cái thứ mà support rất là tốt cho cổ phiếu DigiWorld để giúp cho công ty là có cái tốc độ tăng trưởng rất là tốt như vừa rồi. Thứ nhất là cái kế hoạch phát triển mạng 5G, thứ hai là xu hướng Work from home do Covid-19 khiến cho việc nhu cầu về thiết bị điện tử tăng mạnh. Ngoài ra nữa thì là cái nghị định số 98 của chính phủ là siết chặt hàng xách tay, để và Việt Nam sẽ hỗ trợ cho các nhà phân phối ủy quyền chính hãng. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là công ty là nhà phân phối mạnh nhất tại Việt Nam hiện tại về mặt hàng công nghệ, là đại diện cho Xiaomi và cả Apple với hơn 16.000 điểm bán hàng trên toàn quốc, nhiều chuỗi bán lẻ lớn và top một nhà phân phối công nghệ thông tin truyền thông trong vòng 20 năm hoạt động gần đây. Ngoài ra đó thì cái tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp trong 6 tháng vừa rồi cũng rất là mạnh khi mà tăng đến 63%. Định giá hiện tại thì đang không quá là hấp dẫn khi mà như Bách đã chia sẻ thì là có thể là rơi vào là, nếu mà theo như kế hoạch của họ thì hiện tại là sẽ khoảng là tầm 10 lần đúng không Bách nhỉ? Hay là bao nhiêu? Là khoảng 10 EPS lần. khoảng tầm 10.000. EPS khoảng EPS tầm là khoảng 10.000. 10.000. Và như thế thì là định giá của họ là cái định giá này nó sẽ là hấp dẫn, nghĩa là mặc dù là giá đã tăng 5 lần rồi nhưng mà định giá vẫn có thể là hấp dẫn nếu như mà trong tương lai cái tốc độ tăng trưởng này vẫn được duy trì tiếp tục. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta cùng xét qua về cái tăng trưởng của họ thì hiện tại là cái tăng trưởng của họ đến khá là nhiều từ những câu chuyện ngắn hạn, nghĩa là những cái câu chuyện mà nó chỉ xảy ra một lần chứ nó không phải là bài toán dài hạn. Nghĩa là thứ nhất là ví dụ như là cái nghị định 98 hay là cái xu hướng work from home thì nó sẽ chỉ là trong vòng 1-2 năm nữa, trong khi đấy thì cái tỷ lệ sử dụng di động tại Việt Nam thì đã đến mức bão hòa. Qua đấy thì là cái tốc độ tăng trưởng về lâu về dài của doanh nghiệp sẽ đến phụ thuộc nhiều vào cái việc là Xiaomi và Apple có tăng thêm thị phần tại Việt Nam hay không. Thì hiện tại Xiaomi vẫn có khả năng tăng trưởng tiếp thị phần khi mà thị phần bây giờ mới có 13%, trong khi thị phần của Xiaomi trên thế giới là 17 cho đến 18%. Ngoài ra nữa thì là nó còn đến từ cái việc là doanh nghiệp có thể là sẽ tìm thêm các mặt hàng mới sử dụng vào cái việc là dùng các dịch vụ mesh của mình. Dịch vụ mesh ở đây là ví dụ như là bao tiêu, nghĩa là có hàng tồn kho, có kho bãi để lưu những cái mặt hàng mới, cũng như là kênh nghiên cứu thị trường hay kênh marketing, cũng như là kênh bán hàng và kênh chăm sóc hậu khách hàng thì đều rất là mạnh của DigiWorld, thì sẽ giúp cho họ là có thể có những cái mảng kinh doanh mới, mà những mảng này thì sẽ có biên lợi nhuận rất là cao bởi vì do họ có nhiều cái giá trị gia tăng ở trong cái mảng này hơn, và qua đấy thì là sẽ giúp cái lợi nhuận của họ có thể là bảo toàn. Và đấy là những cái quan điểm của chúng tôi về cổ phiếu DigiWorld ngày hôm nay.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang một phút dành cho quảng cáo. Đấy chính là cái lịch phát sóng của trung tâm tư vấn đầu tư của VN Direct. Và chúng tôi sẽ xin giới thiệu với quý nhà đầu tư, đấy là vào thứ hai hàng tuần lúc 3:30 chúng tôi có chương trình tiêu điểm về la bàn đầu tư, là chương trình về các tiêu điểm vĩ mô và cập nhật tình hình của các kênh tài sản tài chính, cũng như là cái phần quý nhà đầu tư có thể hỏi và Q&A về các mã cổ phiếu hay là các kênh tài sản tại chương trình này. Chương trình thứ hai là chương trình tọa đàm đầu tư, là một chương trình rất đặc biệt chỉ dành riêng cho khách hàng VN Direct thôi. Ở đây thì chúng tôi sẽ chọn hàng tuần, sẽ chọn ra các mã phân tích cổ phiếu và nhận định thị trường được live vào lúc 3:30 thứ tư hàng tuần. Tại đây khách hàng sẽ được nghe ý kiến của nhiều chuyên gia khác nhau cùng bàn luận về một cổ phiếu, và có thể là trực tiếp hỏi các chuyên gia về những cái cổ phiếu hay là nhóm ngành này. Và chương trình thứ ba thì chính là chương trình 360 độ cổ phiếu mà quý nhà đầu tư đang xem, là sẽ được phát sóng vào lúc 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Tuy nhiên là do tuần này có một số cái liên quan đến vấn đề liên quan đến một số về logistics khiến cho cái việc là phát sóng của chúng tôi là bị rời sang thứ sáu, và chương trình sẽ back trở lại vào thứ năm tuần sau như bình thường. Ngoài ra còn một chương trình là chương trình đối thoại về PM, là một chương trình chiến lược mà ở đây chúng ta sẽ cùng nói chuyện với những người nổi tiếng, là vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy và 2 tuần 1 lần về cổ phiếu cũng như là về triết lý đầu tư của họ. Ngoài ra thì quý nhà đầu tư có thể tham gia các cộng đồng của chúng tôi trên Facebook và Stockbook qua cái link QR code ở chúng tôi giới thiệu ở đây. Và bây giờ thì sẽ xin phép là sang phần Q&A ngày hôm nay. Là câu Q&A đầu tiên đấy là bạn Hòa Lê có nói rằng là live này hơi muộn. Vâng, chắc ý của bạn Hòa Lê ở đây là chúng ta thuyết trình để cổ phiếu Easywall này khi mà giá của cổ phiếu đã tăng rất là mạnh, và chúng tôi cũng đang nói qua những cái quan điểm của chúng tôi về cổ phiếu, nghĩa là chương trình cũng không đặt nặng vấn đề là khi mà phát sóng thì đây là những cổ phiếu có thể mua được ngay, và chúng tôi định hướng cái chương trình là sẽ đưa đến cho quý nhà đầu tư cái góc nhìn khách quan nhất cũng như là những cái thông tin đầy đủ và chính xác về cổ phiếu để quý nhà đầu tư có thể có khả năng để ra quyết định cho những cái cổ phiếu này. Và tiếp theo là bạn Lê Phương nói rằng là bên này bán cả hàng xếp tay, giờ nhà nước siết chặt mảng này cùng với cấm biên giao dịch thì có ảnh hưởng nhiều đến doanh thu không? Thì như chúng tôi đã chia sẻ thì thực ra là Easywall là nhà phân phối chính hãng, nghĩa là cái việc họ là nhà phân phối chính hãng ở đây thì thực ra là họ không phải là người bán hàng xách tay, và chính vì như thế cho nên là khi mà nhà nước siết chặt mảng này thì lại là một cái lợi thế đối với cả cổ phiếu Easywall này. Còn cái việc cấm biên giao dịch thì là có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc logistics, nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái kết quả kinh doanh của Easywall năm 2020 là tăng rất là tốt, khi mặc dù là lúc đấy là cái thời điểm mà dịch Covid rất là mạnh. Ngoài ra nữa thì là cái thời điểm dịch Covid năm ngoái thì rất nhiều công ty là cần phải cắt giảm nhân sự, thì Easywall là một trong những công ty mà 100% nhân sự là không bị cắt giảm, và họ vẫn tiếp tục là cho công nhân viên là work from home tại nhà và trả lương đầy đủ. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là cái khả năng thích ứng của công ty đối với cả dịch bệnh là rất tốt. Và câu hỏi tiếp theo đấy là cho em hỏi là chuyên gia là thời điểm này mua Easywall được không ạ? Thì mời Bách có thể trả lời thử cái câu này không? Về mặt ngắn hạn đó thì mình nghĩ đó là với cái định giá này thì cũng là khá gọi là phê, và tiềm năng tăng trưởng tiếp theo vẫn phụ thuộc đó là cái sự tăng trưởng của quý 3 và quý 4. Có một cái số tin tức có thể hỗ trợ cho việc giá cổ phiếu trong thời gian tới, chẳng hạn như việc chia cổ tức 1:1 hoặc là việc và cái thị trường vào quý 3 nó sẽ tốt hơn dự kiến, chẳng hạn như về laptop. Hay là về điện thoại di động, nhất là iPhone thì họ sẽ về năm nay, họ chia sẻ là họ sẽ về hàng sớm hơn, khoảng tháng 9, và như thế thì doanh thu họ sẽ ghi nhận khoảng đâu đó tháng 9, tháng 10, tháng 11. Thì như thế là những cái đấy sẽ là những cái động lực cho Digiworld tăng trưởng. Tuy nhiên với cái mức định giá này á, thì mình không có đưa ra khuyến nghị là mua cổ phiếu Digiworld. Có một câu hỏi tiếp theo đấy là kỳ cũng liên quan đến cái việc tăng trưởng này luôn, là kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận trong các năm tiếp theo là bao nhiêu phần trăm ạ? Kỳ vọng tăng trưởng trong các năm tiếp theo, mình chưa tính số tăng trưởng cho các năm tiếp theo, nhưng mà với căn cứ vào cái dữ liệu mà công ty chia sẻ cũng như là đánh giá khả quan của mình thì
Năm 2020 thì DG World đã tăng trưởng đã đạt được là lợi nhuận sau thuế khoảng 267 tỷ, thì năm nay sẽ đâu đó khoảng tầm 450 đến 460 tỷ, tương đương với là khoảng 75% lợi nhuận sau thuế cho năm nay. Đó là cái một số cái thông tin chia sẻ với bạn về tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của năm nay của DG World. Vâng, cái câu tiếp theo đấy là công ty có thể bình luận gì về việc các thành viên hội đồng quản trị của DigiWorld chuyển quyền sở hữu toàn bộ cổ phần DigiWorld sang công ty riêng? Cái tin tức này là được ra vào thời gian là tháng 6, thì Bách có thể trả lời câu hỏi này không? Thực tế thì việc chuyển quyền sở hữu toàn bộ sang công ty riêng thì trong theo theo cá nhân của mình thì nó sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, mà đây sẽ chỉ là một cái hành động của ban lãnh đạo khi mà họ muốn tối ưu hóa cái dòng thuế, nhất là cái thuế cổ tức mà quý 3 này DigiWorld họ họ thực hiện trả là 110%, trong đó là 10% là tiền mặt và 100% bằng cổ phiếu. Thì khi mà thành lập các pháp nhân về công ty thì cái lợi nhuận cái thuế đánh trên cái lợi nhuận mà chuyển về công ty thì nó sẽ thấp hơn so với đánh trên thuế cá nhân, cũng như là sau này thì các hoạt động chuyển giao cũng như là vay vốn thì họ sẽ cũng sẽ tiện hơn khi mà họ có một cái công ty chính danh hơn. Thì đó là chia sẻ của mình, nhưng mà cho tới hiện tại thì nó vẫn chưa ảnh hưởng, mình chưa có thấy được tác động gì đối với cái hoạt động của công ty cả. Mình nghĩ đây cũng chỉ là một cái hành động bình thường của ban lãnh đạo thôi. Vâng, và có một và cái này thì cũng không phải là riêng DigiWorld làm, mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy ví dụ như là MWG thì ban lãnh đạo là cũng có một cái công ty riêng để sở hữu về cái cổ phiếu này, và qua đấy thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là đây là hành động mà cho thấy là những cái người cầm cương hay là những cái người chủ mà hay là những cái người đang cầm chính tại cổ phiếu này thì là đang có cái động thái là họ nghiêm túc hơn cả việc nắm giữ cổ phiếu lâu dài, và cũng như là cái việc là họ họ chuyên nghiệp hơn trong cái việc là sở hữu tài sản của mình hay là quản lý tài sản của mình, và nó cũng không phải là những cái dấu hiệu gì quá là tiêu cực cả. Và bạn Thao thì có hỏi là theo anh sang năm 2022 nếu hết dịch thì tốc độ tăng trưởng của DigiWorld có ổn định như các năm trước không ạ? Quan điểm của mình thì theo sang năm 2022 thực ra là sẽ giảm dịch, đúng đúng sẽ là giảm dịch, thì tốc độ tăng trưởng của DigiWorld họ sẽ không, mình nghĩ là sẽ không mạnh mẽ như năm 2020 và 2021, bởi vì cái động lực tăng trưởng mạnh của DigiWorld 2020 2021 đó là sự tăng trưởng của Xiaomi cũng như là cái phân phối các sản phẩm của Apple, mà năm 2022 họ không có, mà nó đã tạo ra một cái high base, có nghĩa là tạo ra một cái nền tăng trưởng quá lớn rồi. Thì năm 2022 họ không có phân phối thêm một cái sản phẩm gì đặc trưng, hay là không có tìm ra được một cái sản phẩm gì mà gọi là đạt được một cái sự gọi là tăng trưởng mạnh như là Apple, thì mình cho rằng đó là nó sẽ không thể nào mà tăng trưởng được mạnh như năm 2021 cũng như 2020. Tuy nhiên đó là cái tốc độ tăng trưởng á, nó sẽ giảm nhưng mà nó cũng sẽ ở mức cao, bởi vì mình kỳ vọng thôi. Có nghĩa là khi mà hết dịch thì cộng với các động lực cơ bản như là việc phổ biến 5G cũng như là các sản phẩm mới mà DigiWorld họ đang làm mà thực phẩm chức năng thì sẽ đà tăng. Ví dụ như là năm nay là 50% đi thì năm sau vẫn họ cũng có thể duy trì được 15 đến 20% và vẫn ở mức cao. Thì đó là cái kỳ vọng của mình. Nhưng mà để đạt được cái sức tăng như năm 2021 thì là một câu chuyện mình nghĩ là khó. Vâng, và đấy là tất cả những cái câu hỏi ngày hôm nay của quý nhà đầu tư dành cho cổ phiếu DigiWorld này. Thì ngoài việc hỏi các câu hỏi liên quan đến cổ phiếu thì quý nhà đầu tư nếu có quan tâm đến các mã cổ phiếu nào và có mong muốn là được chương trình phân tích thì xin phép là hãy comment ở trên này và hoặc là hãy bình chọn cho chúng tôi ở hãy comment ở trong chính cái clip này đây để chúng tôi có thể biết được cái nhu cầu của quý nhà đầu tư về những cổ phiếu trong tương lai. Xin Và bây giờ thì tôi xin phép là được hết chương trình ngày hôm nay ở đây, và xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào 3:30 chiều thứ năm tuần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.